toàn địa chính đấy. Ai biết đấy. Xì thế là thôi. Tính rất hai thằng cứ nằm nói chuyện đấy. Chưa đâu. Đấy, hôm nay này nó to, mưa to rất to rồi. Tiếp đồng hồ. Chợ buổi sáng rồi này. Mất 230 bà cái lạc cũng như mất một ngày công của mình đấy. Thế mà mất không được vào 40 phút thì bao nhiêu? Mình lúc mới lại không bấm đồng hồ. Không bấm. Ông sập với chắc chỉ được 35 phút, 30 phút. Cô cho cái đấy, bố mang cái loại thuốc của ông Nguyễn Ly này không mang, có mang thuốc được không? Có ấy. Thế ông mang loại thuốc cho xuống, lên cho đỡ đau lưng. Đau lưng chết đi được. Giờ thoái hóa hết rồi bà. Trên ông cứ rút như cái gì. Nó cứ cắn lật cái gì mà ông Nghiến ông mua cái loại thuốc ấy đi cho nào quá. Thuốc gì hả ông Nghiến? Dạ. Nào mua cho tôi một liều cho uống xem là nó làm sao mà. Tốn nhiều tiền lắm. Thật không nhận không? Nhiều. Không. Đây lấy hai lần hết hơn 10 triệu. Nghĩa là mua hết 10 triệu. Hai lần á. Nhưng mà nó đỡ đau là được cái chứ. Đỡ đau mà. Nó đỡ đau không đau ông này đau đau. Ông này còn gai cuộc sống nữa cơ, hòa được cơ. Nhưng mà uống từ hôm đến giờ không đau đớn thì mấy cái nào? Đau đến mức bò giỏ mà chỉ có thể uống nào. Mặt đơ như là cố nắm hộp. Em làm được là... Em làm một liệu trình là hết 4 triệu thế là thôi. Nhưng mà bá phải sắc được thuốc cơ. Bá phải sắc được thuốc cơ. À, nhà em á, nhà em toàn là nghĩa là sẵn cho em đó chứ. Xong anh đóng vào chai cho em mang đi. Chỉ sắc tối thôi. Ừ, sắc tối. Sắc tối ông chỉ đóng vào cái chai ra cái bình gì đấy. Anh muốn anh mua cái bình nhiệt. Bình nhiệt đấy, thế là anh cứ để tủ lạnh là được. Anh cứ ra đóng cho em lại nước rưỡi. Vô ông ấy không sắc thuốc cho mình thì em được lắm. Nó còn đang ngủ. Cái gì? Bà ta cũng nhận được.
Đấy, là đẻ con gái, mẹ tôi cũng thích đẻ con gái cho bằng chết. Đầu tiên là cái đứa con gái đấy, nó đẻ đứa đầu tiên là con gái, tôi cũng giật con gái thằng mừng con ạ. Nó bảo, ừ, con cũng thích nhà con gái càng mừng càng thích, nhưng mà đàn ông thì nó không thích mấy. Bảo đàn ông một tại nó, nó không thích mấy một tại nó, nhưng mà... Con anh ngồi chuyện với mẹ ấy. Con, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện gì nó cũng tham gia với mẹ. Đúng rồi. Hay là ví dụ như nhà có công việc gì, nhưng mà mình có cái gì con vô mình cũng dám sai rồi. Đúng rồi. Con gái như tôi này không có con gái, tôi con dâu tôi phải sai hết. Con ơi, gái với các bà này, các bà phải lên, các bà phải lên nghĩ là mình yêu thương nó thì nó phải yêu thương mình. Yeah.